Nhạc dạo. Giải qua đây xem đi, giải qua đây đến xem đi, kẹo hồ lô, xem đi, hàng tươi ngon đây, kẹo hồ lô. Mua kẹo hồ lô đi, bao nhiêu tiền một xiên, cho tôi 2 xiên, người tiếp theo. Đi bên đó. Nào, người tiếp theo. Đi bên đó. Người tiếp theo. Không được động, cướp đây. Không được động. Không được động. Quỳ xuống. Không được động. Không được động. Bạn hữu giang hồ, xin hãy tạo điều kiện cho. Tự mình cũng tạo điều kiện đi. Nói mày đó. Hậu hán rực xanh, coi trọng trung thần hiếu tử, thương người. Hận nhất chính là đám tham quan ô lại, thổ hào gian ác. Ngươi từ đâu mà đến? Mặt xanh, ngươi xứng sao? Thiên tranh xa. Xem đi, xem đi. Cứu mạng. Chạy mau, mau chạy đi. Mau chạy đi. Đại gia, mau đến đây chơi đi. Cút đi. Đại gia đừng đi mà. Câu này nói ra sợ là không có ai tin. Còn có người làm bị thương được hàng gia sao? Ám tiễn khó phòng được. Súng Mose 1904 này có thể xem rất hiếm đi. Vậy còn phải nói à, hàng gia là đệ nhất cao thủ thành Bắc Bình. Chỉ là Bắc Bình thôi. Cao thủ đệ nhất Bắc Bình chính là cao thủ của cả dân quốc này rồi. Nếu như không phải thứ hiếm gặp, ai dám lấy mạng của hàng gia chứ? Ta thấy em có thể lấy được mạng của ta đó. Nào, thử xem đi. Chiếc áo choàng đỏ này
nghe nói là được nhuộm từ máu tanh, không bao giờ bạc màu. Em nhớ khi em còn nhỏ cũng có một chiếc như thế. Chính là như vậy. Bây giờ ở nơi này khổ cho em rồi. Chọn cao lương, ai muốn lưu lạc hẻm yên qua này chứ? Mỗi người có số mạng của mình. Hẻm yên qua này tuy là nơi buôn vàng, nhưng cũng xem là nơi anh hùng. Không thì sao em có thể gặp được anh chứ? Tôi thì tính là anh hùng gì chứ? Đến tự do cũng không chuộc em được. Người mà phải dựa vào bản thân mình. Trừ Bắc Bình, em muốn đi đâu? Giang Nam đi. Giang Nam rất tốt, có dương liễu đào hoa, yến tử, cá vàng. Được, đợi tôi qua được phong ba này, chúng ta sẽ đi Giang Nam. Nói như thế, anh vẫn là quyết định đi sao? Lần cuối cùng, đợi tôi lấy được lô tiền đó, sẽ đi Giang Nam mua nhà, mấy mẫu đất. Con người này phải tự mình thành toàn cho bản thân mình. Đám người gió cát trên sa mạc, anh phải cẩn thận hơn. Khi nào anh đến đón em? 7 ngày sau, chúng ta đi Giang Nam. Đoàn trưởng, qua khe núi phía trước chúng ta ra khỏi sa mạc rồi. Chỉ cần vẫn còn một chân trong sa mạc thì vẫn không được xem là ra khỏi sa mạc. Không may rồi. Không được động. Làm gì đó? Làm ăn nhỏ. Có phải họ Ngô không? Tại hạ họ Thái. Mày nói họ Thái là họ Thái, có phải là không xem tao ra gì không? Tại hạ lần đầu làm ăn, không hiểu quy tắc. Nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin quân đài lượng thứ. Không hiểu quy tắc đúng không? Tao dạy mày. Núi này là tôi mở, cây này là tôi trồng. Muốn đi qua đường này, để lại tiền mua đường. Có gan nói nửa chữ không? Bang phái Trấn Sa chỉ giết không trông đất. Lĩnh giáo rồi, tại hạ không có ý làm phiền. Quý bang xem thấy thích đồ gì, cứ việc nói. Biết điều. Trên ngựa các ngươi đeo cái gì? Mấy bình rượu Tây. Gần đây đàn ông trên kinh thành đều thích cái loại rượu này. Rượu ngoại sao? Ngươi chở rượu sao lại trói người kia lại thế? Huynh đệ trong nhà chân tay không được sạch sẽ lắm. Tôi thổ phỉ, ai là anh em với anh ta chứ? Bọn chúng chính là lính mới của Cẩu Nhật. Cái gì? Lính mới? Chó sai của Viên đại đầu.
Xin hỏi vị huynh đài này là thần tiên nơi nào? Phó đoàn trưởng đoàn 28, Tân Quân Thái Hạc, phụng lệnh truy nã tên trộm ngựa Mã Ngũ về Quy Án. Người của Viên đại nhân. Hiểu lầm lớn quá. Các người ở trong ăn thịt uống rượu, trói ông đây ở bên ngoài hít gió hít cát, còn có nhân tính hay không hả? Câm miệng. Đến đi. Cạn. Đồ chơi ngoại mới mẻ đến đi. Đồ chơi ngoại à? Này mau nhìn đi. Thử đi. Chúc mừng sao bang chủ và ông chủ Thái hảo hán gặp anh hùng. Không đánh không biết nhau. Nào các anh em, nào, cứ uống thoải mái. Sao bang chủ, cạn. Uống đi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sao bang chủ hùng bá một phương, sợ thần tiên đến cũng không đổi được. Anh đây là một lòng hướng về Viên đại nhân đó. Đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Xem thời tiết bên ngoài kia, ngày mai chắc là sẽ có bão cát. Ngươi lừa ta. Ngươi nhất định không phải là người lần đầu tiên đến sa mạc. Tôi nói thật quá thần kỳ đi. Thời tiết ngày mai mà để cũng nhìn ra. Thiên tài. Hiểu lầm. Nào, ăn đi. Sao băng chủ, tranh thủ bảo cát vẫn chưa đến. Chúng tôi phải lên đường ngay, áp giải phạm nhân về kinh chịu tội. Công vụ quan trọng, hiểu rồi. Lão đệ ở trong quân chắc là cũng nghe nói, nếu như không phải là chuyện quan trọng, ca ca cũng không cản đệ. Tôi đã rời kinh một thời gian rồi. Sao băng chủ nói là Ngô Phong. Đúng. Tên trộm gian dương Ngô Phong. Theo tin tức đáng tin, hắn ta đã vượt ngục rồi. Vụ án năm đó Ngô Phong phạm tội, phải gọi là chấn động cả nước. Nhưng số tiền quân hưởng mà cướp được đó, đến nay vẫn chưa có tung tích. Viên đại nhân bây giờ sắp lập triều mới làm hoàng thượng, có phải là đang thiếu số tiền này không? Lập triều mới, cơ mật quốc gia. Không nói. Số quân hưởng năm đó Ngô Phong cướp được ở đâu? Ở đây. Hắn ta bây giờ vượt ngục rồi, hắn ta có thể đi đâu? Vẫn là ở đây. Ngân lượng trắng bóc như thế, không dám dồn ở dưới sa mạc đâu. Lão đệ, cậu đừng gấp. Ca ca ta sớm đã bố trí thiên la địa võng, gọi là Ngô Phong mày đến, nổ chết mẹ nó luôn. Nguyện vì Viên đại nhân giúp đỡ ông ấy. Sao thế? Đi. Chạy đi. Nhưng lúc chúng ta ăn thịt uống rượu, trộm ngựa định đi sao? Còn chạy nữa đánh gãy chân chó của mày. Thái lão đệ, sao thế? Làm nghề gì có quy tắc của ngày đó? Cậu định nổ súng bắn ông đây,
con ngựa đó chọc giận gì cậu? Cậu gấp làm gì? Anh có thể cùng tôi cưỡi một con ngựa. Ai cưỡi cùng với cậu chứ? Làm ông đây ngã đau hết cả người. Nếu như anh đã không thoải mái thì chúng ta ở lại thêm mấy ngày. Nếu như tôi nhớ không lầm, gần đây có một nhà trọ, chúng ta đúng lúc có thể đến đó nghỉ ngơi. Sao? Không gì kinh à? Sao? Trời đã giữ tôi lại. Anh muốn đuổi tôi đi à? Thái lão đệ, ta đâu dám chứ. Ý của tôi là quay lại 20 dặm có một nhà trọ ẩm phòng. Tôi với bà chủ có quan hệ. Đoàn trưởng, đừng chen vào. Chúng ta có quy tắc, không quay lại đường cũ. Cái tên trộm ngựa nhà anh thì có quy tắc gì chứ? Đen thật đấy. Dẫn đi, nhẹ thôi. Đi. Sao băng chủ? Cáo từ. Các anh em, cáo từ. Hai vị gia, hai vị lão gia mời vào trong. Nào nào nào, các vị lão gia, nào nào, tôi rót rượu cho các vị. Nào, mời ngồi. Nào, chúc mừng. Chúc mừng qua lão gia. Cùng vui, cùng vui. Con đàn bà bại gia này. Phòng thứ 8 rồi. Nghe nói là một cô nương đào nạn đến, mới có 18 tuổi, xinh đẹp lắm. Cái tên nhà giàu này không ra giống gì, đêm nào cũng tìm tân nương. Đi đi đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Có hiểu quy tắc không thế? Đi đi. Phu nhân, lão gia đang bận. Đêm động phòng qua chút. Người đừng nóng lòng. Lão gia chậm thôi. Đi đi. Bên này. Tiểu mỹ nhân, bảo bối. Đại gia đến rồi đây. Ta đến rồi, tiểu bảo bối. Đến đây. Tiểu bảo bối. Bảo bối, đến đây. Đợi lâu rồi đúng không? Đừng vội. Chủ động như thế ta thích. Đẹp không? Đẹp. Lão gia, ta có xinh đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Vậy thì ngài nhìn thêm mấy cái nữa đi. Không thì không có cơ hội nhìn nữa rồi. Sao cô không động thủ sớm hơn? Trước đây cùng cha ra đời, còn chưa kịp hỏi đám đàn ông đó tôi có xinh hay không xinh, thì đã bị giết chết rồi. Khó khăn lắm mới được đơn độc hành động. Tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ rồi. Vậy cô đã hỏi ra ai là người xinh nhất rồi chứ? Ông ta nói tôi xinh nhất. Sao không có động tĩnh gì? Lão gia không được à? Có thích khách. 6 tên.
Bồ Tát sống, ông trời có mắt. Cảm ơn Bồ Tát sống, là tiên nữ trừ hại cho chúng tôi. Được rồi, cầm lấy. Còn thiếu 6 lượng. Cô nương, hãy đếm lại đi. Tôi đưa theo số tiền mà cô nói mà. Sao? Sợ chúng tôi không biết đếm à? Chỗ này chỉ đủ để mua cái tên to đầu kia. Bên trong còn 6 tên nữa không tính tiền à? Cái này trước đây không nói rõ. Vậy các ông nói phải làm sao đây? Hay là ông vào đó thổi tiên khí, nếu như họ có thể sống lại? Tôi không lấy tiền nữa. Bồ Tát sống. Trước đây qua lão gia chèn ép chúng tôi bao nhiêu năm trời, chúng tôi thật sự không lấy nhiều tiền như thế. Cầu xin cô Bồ Tát sống, bớt chơi chiêu này với tôi. Cái trấn trước đây không trả đủ tiền, bây giờ không còn ai sống sót nữa rồi. Thôi bỏ đi, cô xem họ đâu có dễ dàng gì. Chuyện thuận tay thôi mà. Vậy tôi xém chút nữa còn bị người ta sờ đó. Vừa mới nhận được nhiệm vụ, trả 5.000 lượng. 5 dạng cũng không đi. 6 lượng đưa đây. Cầu xin Bồ Tát, cầu xin cô. Nói là đến sa mạc giết người, thuận tiện tìm đồ. Sa mạc. Nói là đùi dê, thơm lắm. Đi thế nào đây? Muộn quá không biết có ai ăn được không? Vậy nếu như đi sa mạc, phải mặc nhiều đồ hơn mới được. Cô, khăn của cô. Bà, quần áo. Giày của ngươi, cởi. Huynh đừng có quản. Cởi. Còn ngủ à? Người đến rồi. Mau lên. Người cưỡi ngựa đó đứng lại. Làm gì đó? Có phải họ Ngô không? Không họ Ngô. Người nói không phải họ Ngô thì không phải sao? Bỏ mũ xuống cho ta. Địa bàn của ông đây, ông đây nói thế nào là thế ấy. Cởi mũ xuống cho ta. Không nghe thấy đúng không? Các anh em, núi này là tôi mở, cây này là... tay của ta. Tay của ta. Một tháng có 3 tuần, 12 lần trăng tròn một năm. Cô đơn giữa sa mạc, 3, 5 năm chính là một đời rồi. Bà chủ, dây béo.
mang đại lễ thế sao? Đóng cửa lại. Bậc thềm này cao quá, tường cao vạn trượng, chặn người không nên đến. Trong tường cao là thánh địa Phật môn à? Chỗ tôi là nhà trọ Ẩm Phong. Cô chính là bà chủ đúng không? Cô làm ăn thật là lạnh lẽo yên tĩnh. Người đến người đi, khách qua đường mà thôi. Các vị là ăn lót dạ hay là ở trọ? Nghỉ chân một lúc liền về kinh thành rồi, không ở lại lâu. Đây không phải là đường đi kinh thành, khách quan e là đi sai đường rồi. Mau mở mấy phòng, sao lại lắm lời như thế? Nhà trọ Ẩm Phong này của tôi nhỏ, sợ là chăm sóc không chu đáo, làm lỡ dở công việc của mấy vị quân gia. Có mắt nhìn đó, chẳng qua chỉ là mấy con chó. Câm miệng. 20 dặm ngoài có một trấn Sa Bang. Sa Bang chủ, không biết bà chủ có quen không? Thì ra là mặt mũi của Sa Bang chủ. Vào đi. Ngã hay lắm, cho người cướp ngựa của ta này. Trói vào. Lương tâm của ngươi để chó ăn rồi à? Nếu như ngươi làm ông đây mệt, ta xem ngươi lấy cái gì giao nộp đi. Lỏng ra. Nhà trọ Ẩm Phong của tôi là kinh doanh nhỏ, mong mấy vị quân gia giơ tay đánh khẽ. Bà chủ hãy yên tâm, chúng ta chỉ là nghỉ chân một lúc, tránh gió bão cát bên ngoài. Dối trá. Bà chủ, tên tiểu tử này rất âm hiểm. Phúc sinh, lên rượu. Kinh xuân sai suy tư, tên người làm của cô rất có nhã hứng. Cái gì mà người làm? Một tú tài đó, ở mấy hôm rồi, cũng không biết có phải là đang đợi người hay không. Người này là khổ sai rồi. Cái gì nên đến thì sẽ đến. Phúc sinh, phúc sinh. Tên người làm của tôi sợ là lại lên cơn ngốc rồi. Tôi đi xem. Cẩn thận. Vừa nãy có người đến. Rót. Không cần, là tay sai của tên họ Diên. Đừng gây thêm rắc rối. Kinh xuân ai suy tư, họ hét cái gì ồn chết đi được. Đi rồi, đi rồi, càng đi càng xa, qua nước mắt nhấn chìm tim. Mấy ngày này đừng ở lại nhà trọ, có thể đi thì đi đi. Cũng không biết tại sao, từ sau khi tên tú tài đến, lòng tôi rất bồn chồn. Rót, rót. Tôi đã nói là không cần rồi, đồ ngốc. Hee
Chân tay lóng ngóng, cẩn thận tôi lột da của anh. Còn không mau đi rót rượu cho khách quan. Tiểu tử này đi theo chúng ta đến, có khi nào là đồng bọn của tên trộm ngựa không? Để ý một chút. Quý đệ, thân thủ tốt đấy. Có hứng thú mổ mấy con dê không? Mổ dê? Vậy phải xem dao có đủ nhanh không. Bọn nó nói là ẩn ý. Năm con dê béo đổi lấy năm con ngựa. Đây là cuộc làm ăn tốt khó thấy trong thiên hạ đó. Nơi quan du hẻo lánh giết chó truyền ra ngoài, thật uy phong nhường nào. Rốt cuộc là gì? Hay là chó? Dê béo ở đây đều là chó sai. Mắng ai? Mắng người đó. Chó sai của Viên đại đầu. Sao lại động súng hết như thế? Lông có lông đạo, chuột có chuột đạo. Chỉ sợ rồng rắn lẫn lộn, ruột rắn thành một ruột. Cái gì mà rồng rồng chuột chuột chứ? Các vị, nhà trọ tôi làm ăn nhỏ, không chịu được giày dò đâu. Phi lông trên trời có nhiều thân, quần lông hữu đạo, không hỏi đường đi. Sa mạc này khô khan, lấy đâu ra lông chứ? Đồ ngốc, mau lên rượu đi. Nào nào nào, uống rượu bớt nóng. Sao? Là sợ rượu của tôi không sạch sẽ sao? Không đủ. Nhà trọ ẩm phong của tôi mở cửa làm ăn, đến đều là khách. Vào cửa của tôi thì phải tuân theo quy tắc chỗ tôi. Tôi cạn rồi, các vị tùy ý. Như thế xem ra quả nhiên là rượu ngon. Bà chủ, cái loại trên tay cô, cho tôi 3 cân rượu. Được. Còn cầm làm gì? Sao đây? Như thế xong rồi à? Nhiều chuyện như thế, sao không thấy ngươi sặc chết đi? Cười cái gì mà cười? Thế là đúng rồi. Ra khỏi nhà trọ, đường lớn lên tận trời. Các ngươi muốn đi đâu thì đi. Tôi sợ là không đi được đâu. Tiêu Tú Tài, ngọn gió nào thổi ngày qua đây? Gió cát vàng. Tôi thấy trời bão cát sắp đến rồi. Đúng là nổi gió rồi. Tú Tài, ngài còn biết xem thời tiết nữa đó à? Các tiền thanh, tôi sắp là trạng nguyên rồi. Dọa chết tôi rồi. Bà chủ, bão cát đến rồi. Nhà trọ của cô không sao chứ? Nhiều năm như thế, chưa từng gặp gió nào có thể thổi bay cái nhà trọ này của tôi. Kiên cố thì tốt. Mọi người đều không có chuyện gì thì tốt.
Đâu đâu đâu. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Người muốn làm đau chết ông đây à? Ông đây làm đại nguyên soái lo lắng, đáng đời cái mạng Sơn Đại Dương hắn. Nếu như cái tên họ Ngô đó thật sự đến rồi, từng người các ngươi không phải bị xử trảm rồi sao? Bang chủ, hình như là đàn bà. Cái gì? Đàn bà? Đàn bà? Đi, để ông đây ra xem. Làm gì đây? Đẹp. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Được rồi, sa mạc lớn, lấy đâu ra cây? Thẳng thắn lắm, ta thích cô. Người là ai? Trấn Sa Bang chủ Sa Tế Thiên. Trấn Sa Bang. Ta thấy là đám người rách nát thì có. A Thủy, bảo cát sắp đến rồi, giải quyết đi, mau đi. Người này đáng bao nhiêu tiền? Không đáng tiền. Mau chóng đi làm chính sự. Ai nói ông đây không đáng tiền? Ông đây trên người đều là tiền. Ta có tiền, cô có nguyên liệu, hay là chúng ta hợp tác mở quán ăn? Sáng làm, tối cũng làm. Con đàn bà này còn chơi đau nữa, cũng không sợ bị thương chính mình. Ta đây, sống trên đời hận nhất chính là hai loại đàn ông. Một loại là không thích nhìn ta. Một loại chính là nhìn chầm chầm ta. Vậy ta là nên nhìn cô hay là không nhìn cô? Có nhìn hay không, ngươi đều phải chết. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau lên đi. A Thổ, thôi bỏ đi. Lại một tên từ đất chui lên, cũng không biết là dê hay là chó. Bảo cát sắp đến rồi, lạc đà còn thổi bay. Ngươi là người làm ở đâu đó? Ta ở Đầu Tây. Tôi nói này bà chủ, còn phòng không? Tôi muốn làm ông chủ, không biết bà chủ có đồng ý hay không. Phòng thì vẫn còn. Nhìn dáng vẻ nghèo nàn của ngươi, có trả nổi không? Tôi nói này bà chủ, bảo cát sắp đến rồi, thổi bay cả tôi. Không có tiền thì ở cái gì mà ở? Thôi bỏ đi, ngươi ở cùng với Phúc Sinh đi, đợi bảo cát qua rồi thì nói. Đa tạ bà chủ, đa tạ bà chủ. Vậy ngươi khẳng định là không có tiền mua rượu rồi? Cái này ta thấy người ở cùng với bà chủ đi, vậy có thể được không? Đi rồi, đi rồi, nước mắt rơi xuống đất, nhấn chìm trái tim.
người đi rồi. Đứng lên. Lão nhị, đứng lên. Lão nhị. Lão mau. Lão mau. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Tiểu Bảo. Sinh, mau lấy đồ chặn cửa. Các người còn đứng đó làm gì? Mau đi xem Sửa Gia đi. Nếu như mất ngựa, các người đền nổi không? Mau đi xem. Mau lên. Mau lên, đóng vào. Mau đóng cửa vào. Không sao, gió to lắm, ngựa sợ rồi. Tên đi lừa kia, ngươi đợi đó cho ta. Ta nói các người nhé, hôm nay ai còn mở cửa ra thì cút ra ngoài cho ta. Còn để cho người ta làm ăn nữa hay không? Phúc Sinh, mau thu dọn cho ta. Nhìn cái gì? Nhìn người ta đến xấu hổ cả ra. Không ngờ chúng ta ở đây còn có một người khách xinh đẹp như thế. Thật xinh đẹp. Nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy à? Có người lần trước nhìn ta như thế, bây giờ đều chết hết rồi đó. Nào, uống. Nào. Bà chủ, tại sao bọn họ đều có rượu, ta lại không có? Cô nương, ở đây phải có trước có sau, hay là đến chỗ chúng tôi uống này? Quả khí lớn lắm. Sao lại động đến cả đau rồi? Không chỉ có thể xuất đau, hầu hạ không tốt ta, còn có một ngọn lửa đốt sạch quán trọ này của các người đó. Ta nói con gái tên họ Diên kia, một chút quy tắc cũng không hiểu. Ta hôm nay em gái đau. Ta ghét nhất người khác lập quy tắc với ta đó. Lại thêm một người trên giang hồ. Quả nhiên là tính khí nóng quá. Cô xem, một đám đàn ông trong căn phòng này của ta, hay là chọn một người cho ngươi hạ quả đi. Đúng rồi, có quy tắc một chút, ngồi xuống. Cái này tốt, đúng lúc để bà chủ chỉ đường cho cô. Thì ra bản thân cũng mang theo đàn ông rồi. Đôi mắt nhìn ta này, khách quan từ đâu đến? Đến rồi thì là khách, nhưng mà đừng xa lạ.
hắn ta quay lại rồi. Ai quay lại? Nổ. Nổ chết mẹ hắn ta. Sa băng chủ. Vô Phong. Là Ngô Phong quay lại rồi. Ra ngoài xem. Dân. Quay lại. Phúc Sinh. Bà chủ, hay là đóng cửa lại đi. Bên ngoài không biết là có cái gì. Tuy là một tên ngốc, nhưng cũng phải đợi. Bên ngoài tình hình sao rồi? Làm sao tôi biết? Không nhìn thấy người đã bị thương rồi sao? Chỗ tôi có thuốc trị lở loét. Không cần. Người làm của ta tự lo. Phúc Sinh, đi theo ta. Đóng cửa lại. Mau lên. Bên ngoài rốt cuộc là ai? Nhìn các người, người nào người đó sợ như thế. Chặn cửa cho kỹ. Trăng cao gió thấp, hay gì nghỉ ngơi sớm đi. Ngươi lo được à? Đã nói người chết nặng chết đi được. Con lừa này nặng quá rồi. Đầu to óc bằng quả nho. Ngươi có đầu óc không hả? Ngươi mới không có đầu óc ấy. Ngươi có đầu óc còn bị người ta trói vào cột. Tôi dìu Quỳnh lên trên nghỉ ngơi. Được rồi, trông tên trộm ngựa cho tốt. Giật. Cẩn thận chút. Các người đều đang ngủ. Vậy ta thì sao? Ngươi cũng ngủ sớm đi. Nghiêm chỉnh chút đi. Vừa nãy đâm vào vị huynh đài, bây giờ đến xin lỗi. Đều sai đến mức này rồi, e là không nghe vào được cái gì nữa đâu. Nghe nói người uống say rất nặng. Xem ra đôi tay của huynh đài không chỉ là cầm bút. Không, tôi mệt chết đi được đây. Đi nghỉ thôi. Kinh xuân ai suy tư. Trên đường khách không hỏi cái khác.
Đóng cửa lại. Súng dùng để giết người, nhưng có lúc cũng làm bị thương chính mình. Tên ngốc ngươi, ta một mình trông nom cái quán trọ rách nát này, đoán đến đều không phải gió tây thì là cổ đạo, còn có mấy con ngựa gầy. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta trông coi chân trời này. Ai nhớ, ta vẫn là một người phụ nữ. Phụ nữ? Quynh nhất định là yêu một người phụ nữ rồi. Cô nói cái gì? Cha đã nói rồi, yêu một người thì sẽ không ăn nổi cơm, ngủ không được. Ta thấy Quynh rất có vấn đề. Không, không có. Vì Quynh cũng không thể liên lụy ta. Vừa nãy ở bên ngoài lại không cho ta uống rượu, lại không cho ta ăn thịt, đều là muốn tốt cho cô. Quynh đó thích ai rồi hả? Dù sao ta sắp đi rồi. Ai đó? Ngươi vẫn chưa say? Không dám say. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Sát thủ tiền thưởng như ngươi, sát thủ không nghe lời thừa. Ta không biết người hôm nay đến lấy mạng của ai, nhưng ta nghĩ tuyệt đối không phải ta. Sao lại nghĩ như thế? Tân quân chúng tôi phụng lệnh bắt trộm. Với ngươi chắc là nước sông không phạm nước giếng. Vừa nãy khi ngươi ở dưới lầu đã động đến sát tâm rồi. Ta một lòng muốn về kinh phụng mệnh, e là hiểu lầm rồi. Nghĩ một tên trộm ngựa nho nhỏ cũng không kinh động được đến cao thủ đệ nhất kinh thành. Nghe nói người nhìn thấy đôi tay của Hàn Chí Đạo không phải kim chủ thì sẽ là người chết. Vậy ngươi muốn là ai? Tôi muốn hợp tác với anh. Nhưng hình như chỉ nghe nửa câu đầu. Hàn Chí Đạo ta đơn thương độc mã, không có ai là không lấy mạng được. Nhưng mà có một chuyện, chỉ có tôi có thể giúp anh. Ngô Phong chính là người mà các ngươi muốn giết sao? Nhiệm vụ lần này chính là tìm thấy Quân Hưởng, sau đó giết chết Ngô Phong. Anh biết quá nhiều rồi, không sợ bị tôi giết sao? Giết chết tôi không có lợi cho anh. Anh cũng đã nhìn thấy rồi. Đêm nay trong quán trọ Ẩm Phong, ai cũng không phải người hiền lành. Nếu như đã như thế, vậy tôi càng phải giết được một người thì tính một người. Tôi đã từng giao chiến với Ngô Phong. Năm đó Ngô Phong cướp Quân Hưởng, trong đội ngũ truy bắt anh ta có tôi. Chúng tôi đi theo sư trưởng, một đường đuổi đến quán trọ Ẩm Phong.
Chúng tôi bắt sống được Ngô Phong vốn tưởng là lập được công to, kết quả đã để lại hậu hoạn. Quân Hưởng mất tích, trăm lần phỏng vấn Ngô Phong cũng không có kết quả. Viên đại nhân nghi ngờ trong chúng tôi có nội gián. Kết quả là sư trưởng mất đầu. Những điều này liên quan gì đến tôi? Sư trưởng chính là anh trai tôi. Thật hồ đồ. Không hồ đồ. Ngô Phong chính là ở bên ngoài nhà trọ. Đêm nay có thể lộ ra chân tướng, tôi phải lấy lại sự trong sạch cho anh trai. Muốn giết một người, trong lòng không thể có hận. Cừu hận sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc. Nếu như tôi thông minh thì sẽ không ở cái nơi bình thường cũng rơi đầu một cách vô tội như thế này. Ở một mạch 3 năm. Nếu như tôi thông minh thì năm đó nên học hành cho tử tế, thì không nên kéo anh trai đi làm lính cách mạng. Vậy tôi tại sao lại phải giúp một tên ngu ngốc? Anh trai vì cứu nước mà mất mạng, tôi không thể để anh ấy chết không rõ ràng. Cứu nước cứu dân, những chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ cần tiền. Quốc gia đã mất rồi, cần tiền có tác dụng gì? Làm ăn hình như không đàm phán như thế. Được, vậy chúng ta nói chuyện làm ăn. Tôi biết bản thân mình không phải là đối thủ của Ngô Phong, nhưng tôi biết hắn ta. Chỉ cần hắn ta xuất hiện, chúng ta có thể nhân cơ hội ra tay trước. Được. Quân Hưởng đều thuộc về tôi, nghe theo anh đi. Tôi chỉ cần người. Đêm nay trong nhà trọ ẩm phòng, tôi chỉ có thể tin anh. Đừng tin tôi. Tôi chỉ bán mạng cho tiền. Bà chủ đó chính là đồng bọn năm đó giúp Ngô Phong chạy thoát. Bây giờ Ngô Phong khẳng định là đã đến bên ngoài nhà trọ. Quân Hưởng nhất định là chôn ở nơi nào đó gần đây. Bà chủ bây giờ đang trị thương cho tên ngốc. Cô chờ thời cơ bắt cô ta, sau đó chúng ta uy hiếp Ngô Phong, nói ra địa điểm chôn giấu Quân Hưởng. Người bắt ta đi thì phải đi à? Bằng cái gì? A Thủy, cô nương nhỏ bé tính khí không nhỏ. Bằng cái gì? Bằng việc tất cả nhà trọ ẩm phong đều nằm trong mưu kế của tôi. Sau khi diệt thành, trừ chúng ta, không ai có thể đi ra khỏi nhà trọ ẩm phong này. Đám người này giống như thuốc phiện. Ngươi phải có lòng kiên nhẫn. Dần dần ngâm nga, đợi đến khi ngươi có thể hút được các loại thuốc rồi, thì không có người nào là ngươi không có được. Cũng không có ai làm hại ngươi được.
Lục đệ, Lục đệ, ngươi còn uống? Qua đây, mau lên, mau lên. Sao ngươi trì hoãn lâu như thế? Chân của ông tê hết cả rồi. Chân huynh vẫn tốt đó thôi. Ngươi mau lên, không phải là không có cơ hội ra tay sao? Làm gì đó tên chăn lừa kia, lấy cho ta bình rượu đi. Ta không phải tiểu nhị ở đây, có đi hay không? Cứu mạng! Tên trộm ngựa đó quả nhiên có đồng bọn. Ngưu Lục! Ngưu Lục! Thank you.
Đi về. Biết ngay ngươi không đơn giản mà. Là ngươi muốn tìm ta? Cô bị thương rồi, có nặng không? Không sao. Phòng. Làm nghề gì phải có quy tắc của nghề đó. Quy tắc của chúng tôi chính là nước sông không phạm nước giếng. Tôi hôm nay đến đây chỉ muốn cứu huynh đệ của tôi. Ai nếu như có thể tha cho huynh đệ của tôi, tôi sẽ tặng cho 5 con ngựa. Đi rồi, đi rồi. Càng đi càng xa. Nước mắt rơi xuống đất, khiến trái tim bị đắm chìm rồi. Nước mắt rơi xuống đất, Lục đệ, đứng lên đi Lục đệ. Ca mang đệ gì? Mau lên, mau đứng lên. Ca mang đệ gì? Lục đệ, đi rồi, đi rồi. Càng đi càng xa. Nước mắt rơi xuống đất, khiến tâm đắm chìm. Ta nhận ra ngươi. Hôm nay đừng nghĩ đi được không?
Một phiến môn có thể quản được ta sao? Cái tên ngốc kia, vừa nãy có phải ngươi đánh vào đầu ta không? Đúng thì sao? Tìm chết. Còn dám bước lên một bước, ta giết cô ta. Cô lại hạ độc trong rượu rồi. Đừng nói ra ngoài. Mua thuốc cho tỷ tỷ của ngươi. Vừa nãy có ai đến? Là tên tú tài đó. Ta không nên tin cô. Muội luôn đợi Quỳnh. Cô vì hút thuốc viện, chuyện gì cũng làm ra được. Phong ca, muội không có. Thật sự không có. Phong ca. Ngươi, ai cũng không được động đến A Thủy. Phong ca, Thủy, tú tài hạ độc trong rượu. Phong, muội thật sự không có hạ độc trong rượu. Quỳnh mau tỉnh lại đi. Muội luôn đợi Quỳnh quay lại mà. Quân hưởng một đồng muội cũng không động.
Sao huynh lại không tin muội? Ngân lượng, ngân lượng ở nơi cũ, muội đào lên cho huynh. Phong ca, huynh mau đến đây xem, ngân lượng vẫn ở đây, một đồng muội cũng không động mà. Muội vẫn luôn ở đây đợi huynh. Tình, Phong ca, muội không chịu được nữa. Lần này e là không chống chịu được nữa rồi. Chúng ta gặp lại trong nhà trọ Ẩm Phong. Đợi ta. Hình như Tiêu Tú Tài. Đi, đi đòi tiền hắn. Quy Nhạn, Tú Tài, nhìn thấy ngươi rồi, ra đây. Cẩn thận. A Thổ, A Thổ, tôi đi cùng anh. Ngươi không phải đã nói chúng ta có thể sống được sao? Tôi đã nói, nhưng mà bây giờ ngân lượng đã tìm thấy rồi. Các người là các người, ta là Tiêu Tú Tài. Cẩn thận. Anh không phải cứu nước sao? Anh không phải muốn quân hưởng sao? Quốc gia đã mất rồi, còn cần tiền làm gì? Giữ lại cái mạng của anh, cứu nước. Anh vẫn còn sống.
Quy Nhạn, chúng ta về đi. Về. Nói thật cho anh biết, từ khi anh rời đi, tôi không nghĩ anh có thể sống sót trở về rồi. Em nói cái gì? Rượu này có độc. Em nói thật sao? Cái gì mà thật với giả? Hàng Chi Đạo, anh là cao thủ đệ nhất kinh thành. Không thể nào. Đoàn lão gia đã nói rồi, chỉ có anh đến, ông ấy mới yên tâm. Đoàn lão gia bảo tôi đến. Đây là cái gì? Tự tôi đến đây, tôi lấy được tiền thuộc thân mà Quy Nhạn. Đoàn lão gia là ai? Không dài dòng nữa. Đoàn lão gia đã nói rồi, không được để bất cứ ai sống. Súng Mosè 1904. Không sai. Đây là vật hiếm. Người đánh trộm anh ấy là anh. Cái gì mà song quán tệ hạ? Không có sai sót chứ. Có tôi ở đây, không có chuyện gì là không thành. Đoàn lão gia, căn dặn của người nô tài đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đứng lên đi. Bên phía Quy Nhạn, ta đã sắp xếp người. Lão gia, song quán tệ hạ mới không có bất trắc. Muốn tranh công với tôi? Các tiền thanh, tôi là trạng nguyên. Cô thật sự cho rằng Ngô Phong có thể vượt được ngục? Thiên tử triều đình mới phải đăng cơ, quốc khố trống rỗng, không phải đều chờ vào số ngân lượng trắng bóc này sao? Không phải sao? Những điều này em đều biết sao? Tôi chỉ biết Đợi Viên đại nhân lên làm hoàng thượng, Đoàn lão gia chính là tể tướng. Tôi chính là phu nhân của tể tướng. Mau, giết hắn ta đi. Giết hắn ta đi, con đàn bà hồ đồ. Mau, giết hắn ta. Tiền thân, tôi là... Anh đừng qua đây. Tôi nói anh đừng qua đây. Quy Nhạn, chúng ta đã nói là cùng nhau đi Giang Nam mà. Đi Giang Nam sao? Đợi Đoàn lão gia làm tể tướng rồi, tôi chính là phu nhân tể tướng. Anh không biết cái gì cả. Em đã nói, em đã nói, chỉ em có thể lấy được cái mạng của tôi. Thank you.
Thu. A Thủ. A Thủ, đã nhặt được chưa? Vậy đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi. Của tôi. Xin dâng tặng thước phim này cho cha tôi.